Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show với Lumi Linh và Phạm Khanh, giới thiệu đến vị thuốc Vision Optimizer, tức là một cái loại thuốc giúp cho sức khỏe, về vấn đề sức khỏe về mắt. Thưa vị, thật sự ra mà nói đó thì là nhiều khi chúng ta ăn uống hàng ngày, chưa kể những người ăn kiêng nữa, mình đâu ăn đủ chất đâu. Mà thật sự mình cũng chưa bao giờ mình nghiên cứu thử là ăn cái này tốt cho cái này, tốt cái kia. Mà một điều nữa đó là cái số lượng mà mình ăn để mà nó đạt cái chữ gọi là tốt nó cũng đâu có đủ, phải không ạ? Thường thường ở nhà nhiều khi ăn uống trong nhà đó, cha mẹ khuyên nó ăn cái này nó tốt cho, ăn này nó tốt kia, nhưng mà nó ăn bữa thôi chứ bữa sau đâu có ăn nữa đâu. Đúng rồi. Một hai tháng cả năm không ăn lại, nó đâu có đủ vitamin. Chính vì lẽ đó mà những cái loại thuốc dược thảo người ta tổng hợp những cái vitamin, người ta nghiên cứu, người ta biết cái loại dược thảo này nó có những cái chất này nó tốt cho mắt, loại dược thảo này tốt cho phổi, cho gan, vân vân này kia, thì chúng ta uống vào cái viên như vậy nó đầy đủ hết tất cả những cái dưỡng tố, dưỡng chất, những cái vitamin mà nhiều khi điều kiện hàng ngày ở đây bận rộn nữa đâu có thời gian để mà ăn uống, phải không ạ? Rồi chưa kể đó, vấn đề là chúng ta cũng đâu có hiểu hết những cái vấn đề vitamin như thế nào nó tốt cho cơ vận nào cho cơ thể chúng ta đâu. Đó, chính vì là đó mà cái thuốc Vision Optimizer rất là cần thiết cho những quý vị như Lương Minh Linh nói, bị cao niên, bị khô mắt, bị chảy nước mắt sống, mà chưa kể những em học trò, học sinh cũng vậy nữa. Nhiều khi học hành bây giờ là sử dụng computer hầu như là rất là thường xuyên lắm. Bây giờ đó càng ngày chương trình càng khó, và anh thấy là cái chương trình mà học bây giờ đó là có những cái chương trình mà bắt buộc những em nhỏ nhỏ xíu và 3-4 tuổi phải làm homework trên computer, trên internet. Cô giáo bây giờ check các em homework cũng qua internet luôn. Bây giờ đâu có viết giấy nữa, bây giờ submit bài là submit bằng internet không? Internet là cô giáo nhìn vô cái internet của cái online, cô giáo biết là em đã làm được bao nhiêu percent, khách về, rồi bây giờ công nhận giáo dục bây giờ không có cần viết nhiều nữa, mà là đánh bài, đánh có mỗi em học trò là được phát một cái laptop, một cái đúng rồi, nó kêu là cái gì, Chromebook gì ở trong trường á, Chromebook đó, xong rồi về là submit bài trên đó luôn. Đúng rồi. Là sử dụng cặp mắt rất là nhiều, thưa quý vị. Cho nên là rất là quan trọng, rất là cần thiết cho các em. Nếu mà mắt của các em bị yếu thì quý vị phụ huynh nên cho em sử dụng thêm những cái loại dưỡng chất bổ ích cho mắt. Và đặc biệt là trong thuốc cái Vision Optimizer, thuốc bổ mắt mang số 31 của công ty dược thảo Vinsys Lifestyle này, thì quý vị sẽ thấy là có tất cả các cái loại dưỡng tố cần thiết để bảo vệ cho cặp mắt từ tất cả mọi lứa tuổi hết, và làm chậm đi cái tiến trình lão hóa của mắt. Bởi vì trong này có những cái loại như là lutein này, rồi là tất cả các cái loại khoáng chất này, tất cả loại vitamin và tất cả những cái chất bổ dưỡng và những cái loại dược thảo quý hiếm đã được chọn lọc kỹ lưỡng để bảo vệ cái thị giác của mình. Cho nên là quý vị nên sử dụng, ở bất cứ lứa tuổi nào chúng ta cũng nên sử dụng. Mặc dù bây giờ quý vị chưa có vấn đề gì về mắt nhưng cũng nên sử dụng nữa, là bởi vì để chúng ta bảo vệ cặp mắt, thay vì là 40 chúng ta phải đeo mắt kiếng thì chúng ta bảo vệ cặp mắt của mình đến nhiều khi 60 tuổi mình cũng vẫn chưa phải đeo mắt kiếng nữa. Cho nên rất là quan trọng. Và nếu mà trong nhà mà có tiền sử là mắt yếu thì các em nhỏ đã phải đeo mắt kiếng rồi đó, thì nên cho các em sử dụng để bảo vệ thị giác của các em. Còn nếu các bác lớn tuổi rồi mà các bác không có muốn cái mắt của mình càng ngày càng hư hại thì các bác nên sử dụng nữa để chậm đi cái tiến trình lão hóa của mắt, thưa quý vị. Rất là quan trọng. Và thuốc Vision Optimizer này rất là có hiệu quả. Phải nói rằng hiệu quả rất là, phải nói là kỳ diệu luôn, thưa quý vị. Quý vị sử dụng thì quý vị sẽ thấy là nó cải thiện rất là rõ ràng những cái trở ngại về mắt. Chẳng hạn như quý vị bị khô mắt, bị sốn mắt, bị chảy nước mắt sống này, bị rát này, bị mỏi này, rồi nhức đầu bởi vì mắt này. Tất cả những cái triệu chứng đó sẽ được cải thiện rõ ràng nếu quý vị sử dụng Vision Optimizer, thưa quý vị. Quan trọng vô cùng. Người ta nói cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nếu mà mình bảo vệ cặp mắt của mình đúng và kịp thời đó, thì mình sẽ giữ được cặp mắt của mình khi mình lớn tuổi, cái thị giác của mình cũng vẫn còn khỏe mạnh. Đúng như vậy, thưa vị. Thế đó là Lưu Mỹ Linh đề nghị những cái cách mà chúng ta có thể bảo vệ mắt bằng cách là sử dụng những cái loại thuốc dược thảo của công ty Vinsys Lifestyle trong cái chương trình ngày hôm nay, là thuốc Vision Optimizer số bao nhiêu ha? 31 ạ. Số 31, cũng dễ nhớ lắm, số 31. Cái lứa tuổi là bắt đầu là lứa tuổi bắt đầu là mắt bắt đầu kém rồi, không à? 31, số 31. Nếu mà không có nhớ là cái thuốc đó tên gì, nói thuốc bổ mắt cũng được, còn nếu không nhớ nữa thì nói là cái thuốc số 31, là bảo vệ mắt, uống những cái chất dinh dưỡng, những cái dưỡng tố vào bên trong để giúp tăng cường vấn đề thị lực cho mắt.
tránh vấn đề khô nước mắt hoặc là chảy nước mắt sống vân vân, hoặc là học nhiều mỏi mắt ở ngoài đó là bảo vệ bên trong, bảo vệ còn về phía bên ngoài những cái tác nhân bên ngoài thì ai cũng biết là mắt là cửa sổ tâm hồn quý giá vô cùng. Cho tới bây giờ đó người ta có thể nghiên cứu được mọi chuyện hết, nhưng mà về vấn đề mắt nhân tạo để một cái người mà có thể nhìn thấy được, nhưng mà không có mắt bị mù hay là bị như thế nào mà có thể nhìn thấy được thì vẫn còn là trong cái vòng nghiên cứu không biết tới bao giờ. Thành ra cái điều mà chúng ta còn làm được bây giờ, bảo vệ mắt từ bên trong, sử dụng những dưỡng tố dưỡng chất, bảo vệ mắt do những cái tác nhân bên ngoài, đi làm việc bảo ngoài những trong những cái môi trường mà có thể có những cái nguy hiểm đến cặp mắt của mình, làm ơn đeo mắt kiến, nó kêu là mắt kiến để nó bảo vệ đôi mắt của mình. Trên mạng bây giờ họ bán 3 cái mắt kiến dày cộm màu trắng bảo vệ mắt chỉ có khoảng 10 đồng mà thôi, free shipping luôn. Thành ra quý vị nhớ làm việc, nhất là mấy anh làm construction nè, thợ hàng, thợ tiện nè, rồi những cái người mà làm trong cái phòng lab này kia, đương nhiên phòng lab họ quy định bắt buộc phải đeo mắt kính thôi. Rồi kể cả bây giờ mấy bà nội trợ nữa cũng nên để một cái cặp mắt, nó nhiều khi chiên xào nóng nó văng vô mặt mình luôn. Mà bà mở dầu mà nó nóng văng vô thì bị tưởng tượng nó hại mắt vô cùng. Mắt quý lắm quý vị ơi, thành ra là cố gắng bảo vệ, làm việc là chịu khó đeo kính vô mắt để bảo vệ. Không nói gì Phạm Khanh vừa rồi mình mới thấy là nguy hiểm vô cùng. Lúc mà mình làm vườn cái mình nhổ mấy cái cây á, cái tự nhiên có một cái cây, cái cành cây làm sao mình đâu có để ý đâu, nó búng vô mắt mình một cái mà hên không có trúng. Nó trúng mé mé thôi mà mình thấy mình quảng hồn, nó cha không được rồi, phải đeo vô nhà lấy cái mắt kính đeo vô liền. Tưởng tượng cái đó bung vô mặt cái gì không, nó nổ, nó bể con người này kia, làm sao chữa trị được, mắt quý lắm, làm sao mà làm không có gì hồi phục được hết. Với lại bây giờ lớp trẻ đó dễ bị hư mắt lắm là bởi vì cứ ôm cái phone hoài. Đúng rồi đó, lúc nào cũng ôm cái phone, cho đến nửa đêm đi vào giường tắt đèn vẫn ôm cái phone đó, nguy hiểm lắm nha. Đấy là hại mắt vô cùng luôn. Mà nhiều khi nói không có nghe. Đúng rồi, cha mẹ nói các em không nó nghe. Chùm mền à, mấy đứa nhỏ nó chùm mền nó lấy cái phone nó chơi nữa kìa, mà biết nguy hiểm lắm. Mắt quý vị nhớ đó là, Phạm Khanh còn nhớ bác sĩ mắt khuyên đó là con mắt nó đòi hỏi nó phải có ánh sáng. Ví dụ là một số người sai lầm nè, tắt điện đi coi tivi. Quý vị coi xong một hơi vì thấy cái mắt nó nhức, tại vì cái lúc đó cái mắt mình nó làm việc trong cái môi trường tối á, mà cứ căng vô màn hình, trời ơi nó kinh khủng lắm, bị lâu bị dài nó hại lắm. Coi tivi, phone làm ơn bật đèn lên cho đủ sáng, bảo là mình vừa coi tivi. Có một số người nói tắt tivi, tắt đèn đi để coi tivi coi rõ rõ thiệt, nhưng hơi mắt mỏi vô cùng, mắt hư luôn. Tác hại sao nữa thì cái chuyện đó bàn sao, nhưng mà trước mắt là mắt mình nó cảm thấy khó chịu, mỏi mệt lắm. Thành ra rồi có một cái nguyên tắc nữa là các bác sĩ cũng thường hay nói, đó là gọi là nguyên tắc 20-20. Có nghĩa là chúng ta làm việc trên computer 20 phút, ngưng lại, nhìn ra xa khoảng ví dụ như 20 feet, liếc qua liếc lại cho mắt nó đỡ mỏi trong vòng 20 giây, xong rồi trở lại làm việc tiếp. Chứ đừng có để cái con mắt của mình nó cứ dán vô trong đó mà gọi là 3-4 tiếng đồng hồ thì coi như mình hủy hoại cái cặp mắt của mình nó vô cùng. Mà bây giờ sao con nít giờ sao thấy nhỏ đeo kiến hết trơn. Đeo kiến hết là tại vì thứ nhất là đôi khi trong gia đình cha mẹ mắt yếu, rồi cái đó là genetic mình không nói tới, nhưng mà rồi các em từ tuổi nhỏ là bắt đầu sử dụng computer nè, sử dụng phone nè, rồi là coi tivi nè, chơi game nè đó. Cho nên là những cái đó làm hại mắt rất là nhiều. Người ta nói là trong tương lai đó, là giới trẻ trong tương lai là cặp mắt là sẽ bị lão hóa, bị hư rất là nhanh. Cho nên nếu mà chúng ta có cái phương pháp để bảo vệ cặp mắt của các em ngay từ bây giờ thì chúng ta nên lợi dụng nó luôn. Bởi vì đôi khi mình không có ban được, mình không có cấm là không cho con mình xài phone hay là chơi game hay là không ta coi tivi được. Cấm hết tất cả những cái activity đó thì sẽ gây ra xung đột giữa cha mẹ với con cái. Cho nên là cấm thì cấm vừa vừa thôi, nhưng mà nên cho các em những cái chất bổ dưỡng để giúp cho mắt. Đúng bởi rồi. Vì phụ huynh nào cũng lo lắng về cái điều đó. Bây giờ anh Khanh thấy là con mình là phone là nó cứ ôm, nó dán mắt vào cái phone thôi, hoặc là nó game đó. Đó, rất là nguy hiểm. Mà nhất là bây giờ làm bài nữa, làm bài thẳng ở trên cái Chromebook chứ không có viết xuống giấy nữa, cho nên là lúc nào cặp mắt cũng làm việc hết. Ở trường là xài mắt liên tục, về nhà lại tiếp tục xài mắt nữa, chịu gì nói. Rất là nguy hiểm, cho nên cặp mắt vô cùng là quan trọng. Tại vì cái thế hệ tương lai á, theo một cái thống kê mới đây người ta nói là cái thế hệ trẻ trong tương lai đó, là cái cặp mắt sẽ bị hư rất là mau,
bởi vì những cái công nghệ tiên tiến của xã hội như là những cái trang mạng xã hội, những cái vấn đề mà về những cái điện thoại thông minh vân vân sẽ làm nó có lợi được cái phần này nhưng mà nó sẽ làm hại đi cái phần khác. Cho nên nó ảnh hưởng đến cặp mắt rất là nhiều. Vì thế mà quý vị phụ huynh nên để ý điều này, giúp cho các em bồi bổ bằng những cái loại dưỡng chất để bảo vệ cái thị giác của các em. Nên quý vị hãy mua cái thuốc Vision Optimizer đi. Quý vị sẽ thấy cái kết quả cải thiện rất là nhanh, và chúng ta ngăn ngừa ngay từ bây giờ thì sau này khi các em lớn tuổi rồi các em sẽ cảm ơn quý vị, là bởi vì cặp mắt các em sẽ không có bị hư mau. Sau này các em cũng có cái kinh nghiệm đó để truyền lại cho con cái của các em, sau này cũng sẽ bảo vệ được, thưa quý vị. Vision Optimizer mang số 31 hiện nay đang được bày bán ở khắp nơi các đại lý của công ty, hoặc là quý vị có thể gọi thẳng vào công ty để order. Quý vị mua 6 quý vị sẽ được tặng 1, và quý vị sẽ được free shipping trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin nhớ là hãy xin 6 tấm vé số để tham gia vào chương trình sổ số, được trúng một chiếc nhẫn hột xoàn, đó là giải thưởng độc đắc vào cuối năm nay. Và thưa quý vị, số điện thoại của công ty để quý vị gọi ngay vào bây giờ đó là 1-800-990-8319, 1-800-990-8319, hoặc số điện thoại của bác sĩ Morita để được cố vấn là 818-634-1706. Chương trình Talk Show với Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ với những sản phẩm dược thảo của bác sĩ Morita. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle, là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.